đã không chọn con đường làm kinh doanh thì thôi, đúng không? Mình đã chọn rồi á thì mình phải nâng cấp cái giá trị của mình phải ấp ủ cho mình cái kiến thức, mình phải có cái lộ trình để mình phát triển. Và đã là kinh doanh á thì làm sao đó cái việc kinh doanh của chúng ta nó phải vui mỗi ngày, nó phải hạnh phúc mỗi ngày. Đã là kinh doanh á thì làm sao cái việc kinh doanh của chúng ta nó mang lại lợi ích cho đối tác, nó mang lại lợi ích cho khách hàng. Trên hết nữa là nó mang lại một cái gì, một cái sự bền vững cho cái gia đình của mình. Bạn đang chọn cái hành trình làm kinh doanh hoặc là các bạn muốn ra khởi nghiệp nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu, không biết chọn cái cách đi nào thì cho nó đúng, cho nó phù hợp, chia sẻ đến các bạn những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện, những cái bài học, những cái từ khóa để giúp cho bạn chọn cái con đường khởi nghiệp, con đường làm kinh doanh, con đường làm chủ doanh nghiệp nó được tốt hơn. Các bạn thấy ở ngoài kia này, hàng hàng những con người, rất là nhiều con người, họ đam mê kinh doanh, họ muốn để làm kinh doanh nhưng mà họ thất bại. Thì cuối cùng đó, thì họ gặp cái sai lầm gì, họ gặp cái lỗi gì, họ bị cái vấn đề gì mà sao nhiều người thất bại vậy? Và bạn đã biết cái vấn đề này chưa? Buổi livestream hôm nay á là mục tiêu là mình nói về cái này. Mình nói về cái này để các bạn nắm được cái gốc gác. Dĩ nhiên cái chương trình livestream này dành cho những người thích đam mê về kinh doanh. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, nhớ bấm vào đăng ký, nhớ bấm cái chuông nữa để khi mình livestream á thì nó báo về các bạn không cần phải nhớ. Các bạn nhớ chia sẻ cái thông tin về cho người thân của mình, người quen của mình, tách họ vào để họ biết, họ nghe, họ có kiến thức về kinh doanh đó, họ trang bị về cái tự nhiên họ mở mang ra. Các bạn biết là người làm kinh doanh, các bạn thấy không ạ? Họ đi đâu ra đường là các bạn thấy là các bạn gặp rất là nhiều người làm kinh doanh, không bàn cãi được đúng không? Gặp rất là nhiều người họ ở những lĩnh vực rất là khác nhau. Rồi họ ra họ làm kinh doanh. Tuy nhiên một thời gian á các bạn thấy không ạ? Họ thất bại, họ thua lỗ, họ mất tiền. Không những mất tiền mà mất rất là nhiều tiền. Cái câu hỏi là vì sao? Họ là vì sao vậy? Vậy thì những người đó họ mắc những cái sai lầm gì? Họ bị cái vấn đề gì mà nó làm nó dẫn đến cái hậu quả đó đối với họ? Và các bạn nên nhớ rằng nè, cái đau khổ nhất của kinh doanh á, cái buồn chán nhất của kinh doanh á là khi chúng ta ra kinh doanh rồi mà chúng ta gì không đạt được mục tiêu đề ra, nghĩa là chúng ta không có khách hàng, chúng ta không có doanh thu, thiếu khách hàng, thiếu doanh thu, không đạt được những cái doanh số thì nó dẫn đến gì à? Thu nhập chúng ta thấp, thu nhập chúng ta thấp thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chán, chúng ta thấy là bản thân chúng ta nó không có giá trị, chúng ta thấy là chúng ta không có năng lượng và có nguy cơ doanh nghiệp của bạn bị phá sản, bạn trở thành gì, một người chủ thất bại. Và rõ ràng ở ngoài kia các bạn thấy là cái tỷ lệ mà đi vào kinh doanh á, sau 5 năm á, bỏ cuộc là một cái tỷ lệ nó rất là lớn. Tuy nhiên ngày đêm vẫn vẫn có hàng ngàn những con người sẵn sàng đi ra làm kinh doanh. Điều đó rất tốt. Nhưng một câu hỏi tiếp theo là liệu bạn có rớt vào những con người đó như vậy hay không? Và hôm nay bắt đầu mình mới nói tới cái câu chuyện nó như vậy. Và các bạn thấy là hàng ngàn những con người ra khởi nghiệp thất bại. Nhưng đâu đó các bạn thấy có những con người họ ra họ kinh doanh, họ làm chủ và họ rất là thành công. Họ giàu có, họ có vị trí trong xã hội, công ty họ càng ngày càng lớn mạnh, họ bán hàng được rất là nhiều và tiền bạc họ giàu có rất là vượt bậc, rồi họ có cơ hội họ như thế nào à? Họ giúp lại cho xã hội, ok chưa nè? Vậy thì rõ ràng những con người này nó khác nhau về vấn đề gì? Tại sao có sự khác biệt nhau lạ vậy? Người thì kinh doanh càng thành công càng thành đạt, còn người khác thì như thế nào? Càng kinh doanh thì càng mất tiền và cứ sợ sệt, vậy nó khác nhau cái gì? Vậy thì mình ra một cái bài tập này để các bạn hình dung một cái tình huống nó như vậy, để các bạn hình dung. Các bạn có nghe cái câu chuyện là bán lược cho sư chưa? Bán lược cho sư, cái câu chuyện này ai cũng biết đúng không? Tình huống là chúng ta bán lược cho sư, câu chuyện đó là như vậy. Bài tập chúng ta giao ra là gì? Nếu giao cho bạn một số lượng cái lược và yêu cầu bạn bán cái lược này cho nhà sư thì bạn giải quyết bài toán này như thế nào? Theo các bạn thì các bạn giải quyết bài toán này như thế nào? Nếu bạn là người kinh doanh lược và yêu cầu bạn khách hàng là nhà sư thì bạn giải quyết bài toán này như thế nào? Tình huống thứ nhất thì có những người như thế nào sẽ gì sẽ đi gặp nhà sư, sẽ đi năn nỉ nhà sư, ỷ ôi nhà thôi sư, nhà sư ơi mua được con đi, ỷ ôi biết. Và chừng cuối cùng thì nhà sư ổng cũng mua. Ổng mua không phải để ổng dùng, nhưng ổng mua như thế nào? Ổng mua bởi vì ổng thương hại,
ổng mua bởi vì ổng thấy cái đứa này nó đáng thương quá, hoặc là ổng mua vì gì, bị vì làm phiền thôi, mua giúp cho nó một cái cho nó đỡ phiền mình. Đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là tình huống gì, người này biết quan sát hơn, mới thấy rằng là ở trong gì, trong chùa thì có rất là nhiều Phật tử đến, và Phật tử thì có nhiều người họ chưa có chuẩn bị sẵn đầu óc bù xù, đúng không, đầu óc bù xù, nên là cần để ở trước những cái gì, những cái lư hương á, những cái chỗ mà những cái nơi mà khách cần phải gì, lư hương gần cái chỗ kệ bàn thờ đó, để trước khi mà Phật tử họ vô họ họ chuẩn bị ok mà thì như thế nào, họ có lượt để họ trả thì đâu đó sẽ bán được gì vài cái lượt, 5 đến 10 cây lượt, tại vì để thích hợp những cái vị trí đó. Bạn hình dung ra cái tình huống thứ hai chưa? Cái tình huống thứ ba là cái tình huống như thế nào? Tình huống là người này họ vô họ nhìn chùa và họ thấy wow, rất là nhiều khách hàng đến, rất nhiều Phật tử khắp nơi đến, và họ thuyết phục nhà sư, họ tư vấn cho nhà sư rằng lên một cái chiến lược như thế nào, chúng ta cần có một cái món quà nào đó, có một cái món hàng nào đó bán cho những cái người Phật tử này, tại vì họ có nhu cầu mua một món quà về về đó, và nhà sư và cái chùa này cũng cần gì, cũng cần có một cái gì đó để Phật tử lưu giữ, họ sẽ nhớ về chùa hơn, họ sẽ quý về chùa hơn, và thế là như thế nào, đã lên một chiến lược, và thế là như thế nào, bán được lượt rất là nhiều, ok, bán được lượt rất là nhiều, quanh năm suốt tháng bán, và họ sẽ trở thành gì, thành công và giàu có, bởi vì nhu cầu rất là cao. Dĩ nhiên là trong cái lượt đó, để bán được thì trong cái lượt đó, ông nhà sư ông sẽ khắc lên những cái gì đó mà Phật tử họ yêu quý, nó liên quan tới tâm linh, ví dụ vậy, ok chưa nè. Vậy thì cùng một cái tình huống mà có ba bài giải, vậy sự khác nhau như thế nào giữa ba cái con người này? Hồi nãy giờ các bạn nghe, các bạn học ra được bài học gì, cái sự khác khác nhau gì, vậy thì nó khác nhau cái gì, thì bắt đầu chúng ta mới phân tích đây. Trường hợp thứ ba, các bạn thấy đâu đó trường hợp thứ ba là người thành công đúng không, một tình huống như nhau nhưng trường hợp thứ ba là các bạn thấy là người thành công nhất, họ mới là những người kinh doanh thực thụ, và họ đại diện cho cái tầng lớp người kinh doanh thành công ở ngoài xã hội đây đó, các bạn thấy chưa, hàng hàng người đã làm kinh doanh, rất nhiều người làm kinh doanh mà chỉ có một số ít họ kinh doanh rất là thành công, rất là thành đạt. Họ càng làm họ càng thành công, họ giàu có. Cái nhóm thứ ba này họ đi làm kinh doanh theo cái cách gì, họ chịu khó quan sát, tìm tòi suy nghĩ, họ biết cách mang giá trị cho đối tác của họ, đó là nhà sư, họ biết cách thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng, đó là Phật tử, và phần thưởng họ mang lại đó chính là họ tạo ra một chiến lược bán lượt, và họ bán lượt rất là nhiều. Cái này chính là cái người kinh doanh chuyên nghiệp đó, và để làm được như vậy không còn cách gì khác, họ trở thành một người kinh doanh chuyên nghiệp, nghĩa là như thế nào, ngày đêm họ học, hình dung chưa, ngày đêm họ nâng cao cái kiến thức, cái lĩnh vực, cái chuyên môn trong lĩnh vực của mình, ngày đêm họ 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 biết rèn luyện, họ biết nâng cấp cái giá trị của mình, bởi vì họ biết rằng đã là ra kinh doanh thì mình phải như thế nào, mình phải trở thành một người kinh doanh thực thụ, và mình phải như thế nào, mình phải phải thắng, thì đâu đó trong đó nghĩa là họ biết tôn trọng, họ biết tôn trọng khách hàng, họ biết tôn trọng đối tác, họ biết họ muốn có giá trị, nên đó là lý do mà họ làm được những cái việc nó như vậy, và họ như thế nào, họ luôn áp dụng công thức suy nghĩ tìm tòi đúng không, bước một là suy nghĩ tìm tòi, bước hai là gì, bước hai là gì, bước hai là xây dựng nó lên, build nó lên, họ luôn áp dụng cái công thức đó, và bước ba là gì, tối ưu duy trì cho nó mỗi ngày để nó tốt hơn, họ biết mở rộng những cái mối quan hệ của họ, họ biết gì, họ biết càng ngày họ càng ép thêm nhiều giá trị vào trong sản phẩm của họ và trong cái chuỗi và chiến lược kinh doanh của họ, họ biết vậy, họ biết cách nâng cao vị thế của mình, bởi vì họ là những người làm kinh doanh chuyên nghiệp, họ biết là cuộc đời của họ là họ sẽ làm lĩnh vực này, họ như thế nào, họ biết tập trung cao độ vào sự nghiệp kinh doanh của mình, họ biết tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm thời gian là như thế nào, là các bạn thấy trong một thời điểm họ bán rất là nhiều,
họ biết giữ gìn sức khỏe, ok chưa? Họ biết được cái giới hạn của bản thân mình nên họ như thế nào, họ biết kết hợp nguồn lực với nhiều người chứ không phải như những cái nhóm kia phụ thuộc vào bản thân mình suốt ngày làm lăn ra là, còn cái nhóm này họ biết là bản thân họ nó có giới hạn, ok cái này. Và đó là lý do vì sao mà để thời gian hiệu quả hơn, cách làm họ hiệu quả luôn, thì họ luôn nâng cao giá trị bản bản thân, và chính vì yếu tố đó nó giúp cho họ thành công hơn. Và chính vì nó như vậy nên là khi mà họ nâng cao giá trị bản thân thì như thế nào, theo quy luật của vũ trụ, theo quy luật của năng lượng thì nó như thế nào, vô hình trong họ cũng hút được gì, họ cũng hút được những người thành đạt, họ cũng hút được những cái người năng lượng giống như họ, họ cũng hút được những con người tích cực để gì, để họ xây dựng mối quan hệ và trở thành gì, khách hàng tốt và khách hàng tuyệt vời đối với họ. Đó là cái trường hợp gì, đó là cái trường hợp thứ ba là cái dạng doanh nhân thành đạt. Rồi bây giờ chúng ta tới cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là trường hợp gì các bạn thấy chưa, trường hợp là gì, họ gì, họ cũng biết nhìn quan sát tư vấn cho nhà sư á, để những cái lượt gì, để những cái lượt ở trên những cái chỗ bàn thờ gần chỗ lư hương rồi đó. Trường hợp này là những người cũng có óc quan sát, cũng biết cách phân tích, cũng biết cách bán lượt, cũng biết cách khơi gọi nhu cầu, nhưng họ nhìn ở một cái gì, một cái phần nó rất là hẹp hẹp thôi. Thường những người này thì họ như thế nào, họ chỉ tập trung vào gì, họ chỉ tập trung vào bản thân họ là chủ yếu, họ tập trung vào cuộc sống họ là chủ yếu đó. Ra ngoài thực tế các bạn thấy á, rất nhiều người họ thuộc cái nhóm này, họ là dạng là mình hay nói là họ là khởi nghiệp mưu sinh, cái dạng người thứ ba là gọi là khởi nghiệp vì khát vọng, khởi nghiệp vì ước mơ, còn cái dạng này là gọi là khởi nghiệp mưu sinh. Thì cái nhóm người số 2 thì các bạn thấy ở ngoài thị trường các bạn sẽ có, họ ra họ khởi nghiệp và họ mở ra được quán phở, là thế là họ khư khư họ giữ quán phở đó, dĩ nhiên là họ kinh doanh cũng được, cuộc sống mà cũng tốt. Thay vì họ suy nghĩ cái cách ngày đêm họ mở 5 quán phở, 10 quán phở, 30 quán phở, thì họ chỉ khư khư một cái quán phở đó, bởi vì họ khởi nghiệp theo trường phái là mưu sinh, họ chỉ sợ như thế nào, mở ra làm ra cái thứ hai thì họ sẽ thất bại, làm cái thứ ba thì họ sẽ thất bại, họ bị họ sợ gì, họ sợ bị gì, bị lộ bí mật nghề nghiệp, họ được gọi là bí quyết gì của họ đó, họ sợ cái đó. Người ta gọi là khởi nghiệp mưu sinh, ok cho nè, họ chỉ tập trung vào bản thân họ thôi, góc nhìn của họ hạn chế đó. Các bạn thấy ở ngoài cuộc sống các bạn thấy có một nhóm người, thì những người này họ kinh doanh được nhưng mà họ rất là khổ, họ rất là khổ các bạn, khổ lắm, lao lực khổ lắm. Những người này mà gặp họ, họ kinh doanh 5 năm 10 năm mới gặp họ, họ rơi lắm, họ nói kinh doanh khổ lắm, thậm chí có người nói kinh doanh khổ như con chó vậy, có những người họ nói nó như vậy, rồi họ nói là tôi bẩn lắm, tôi bẩn bẩn ghê lắm. Đó là cái nhóm đó đó. Rồi cái nhóm mà nhiều nhất là nhóm số 1. Cái nhóm số 1 là cái nhóm các bạn nhớ không, mang lượt tới ông nhà sư và bắt đầu gì, năn nỉ rên rỉ, ok ngày nào cũng năn nỉ. Và họ như thế nào, ông nhà sư ông thấy ông thương và ông mua không phải để ông dùng mà ông mua bởi vì ông thương hại, ông mua bởi vì để gì, đừng có làm phiền họ, đừng có làm phiền ổng nữa. Thì cái nhóm số 1 này là đại diện cho những người ra kinh doanh ngoài kia, là họ kinh doanh theo một cách gì, họ kinh doanh cảm tính, họ không có nghiêm túc với cái nghề nghiệp kinh doanh của họ, họ kinh doanh theo cái kiểu gì, làm tới đâu hay tới đó, gọi là tạm bợ, họ chả có kiến thức gì về kinh doanh hết. Và đa phần những người mà kinh doanh thất bại hoặc là đi một hồi bỏ nghề kinh doanh là cứ rớt vào cái nhóm này đấy, họ không tôn trọng họ. Vì sao họ không tôn trọng họ? Bởi vì họ không có chịu học đào tạo để nâng cấp cái bản thân mình về kinh doanh. Lạ là dân kinh doanh mà họ về kinh doanh gần như kiến thức về kinh doanh họ không có biết. Làm sao để lập bản kế hoạch kinh doanh họ không biết. Một cái quy trình, một cái dòng tiền của họ như thế nào họ không biết. Khách hàng tiềm năng là ai họ không biết. Các bạn hình dung ra điều này chưa nè? Họ không tôn trọng chính cái sự nghiệp của họ, họ không tôn trọng chính họ, và họ dẫn đến gì? Họ không tôn trọng khách hàng luôn, họ không tôn trọng đối tác luôn. Họ bán hàng theo kiểu gì à? Họ biết hàng lỗi hàng hư nhưng mà họ vẫn cứ nhắm mắt họ bán đi, họ trông cho khách hàng lấy về nhà, thế là xong. Khách hàng tức công nên thì họ tìm mọi cách để không phải lãnh trách nhiệm, họ tìm mọi cách để họ bỏ qua cái thành phần kinh doanh thất bại, là cái thành phần nó như vậy á. Họ dùng chiêu, họ dùng thủ thuật,
họ dùng cái sự khôn lõi, cái sự khôn lõi của họ để họ ra họ làm kinh doanh. À, về cơ bản là cái kiến thức về kinh doanh họ không có, cái năng lực về kinh doanh họ rất là yếu kém. Các bạn có nhận ra vì sao những người kinh doanh thất bại chưa? Khi qua cái câu chuyện bán lược cho sư đó, ok mà, bắt đầu các bạn nhận ra cái lộ trình chưa? Cái nhóm thứ ba thì họ xây dựng một cái lộ trình để cái sự nghiệp của họ nó bền vững, nó vững chắc. Họ càng kinh doanh là họ càng giỏi, họ càng kinh doanh là họ càng có nhiều khách hàng, họ càng kinh doanh là công ty họ càng phát triển, họ càng kinh doanh là chi nhánh họ càng ngày càng lan tỏa. Còn cái nhóm số 1 á, là càng kinh doanh là càng gì? Chụp giật. Còn cái nhóm số 2 á, càng kinh doanh là càng khổ. Các bạn có nắm ra được cái quy luật kinh doanh mà các bạn hiểu vì sao những người làm kinh doanh thất bại chưa? Vậy thì hôm nay cái live stream này mình chỉ mong muốn gửi đến các bạn một cái điều: đã không chọn con đường làm kinh doanh thì thôi, đúng không? Mình đã chọn rồi á, thì mình phải nâng cấp cái giá trị của mình. Mình phải ấp ủ cho mình cái kiến thức, mình phải có cái lộ trình để mình phát triển. Nếu không thì chuyện gì xảy ra các bạn biết không? À, trước sau gì á, bạn, một là bạn rớt vào cái nhóm khổ nhất, rất khổ, đó là nhóm số 2. Hoặc là một thời gian sau bạn cũng tiêu tan cái sự nghiệp kinh doanh của mình, là nhóm số 1. Chúng ta phải trở thành cái nhóm số 3. Ok chưa này? Và đã là kinh doanh á, thì làm sao đó cái việc kinh doanh của chúng ta nó phải vui mỗi ngày, nó phải hạnh phúc mỗi ngày. Đã là kinh doanh á, thì làm sao cái việc kinh doanh của chúng ta nó mang lại lợi ích cho đối tác, nó mang lại lợi ích cho khách hàng. À, trên hết nữa là nó mang lại một cái gì? Một cái sự bền vững cho cái gia đình của mình. Nếu ok, đầu này mà nhận nước, mà đầu kia bị bớt, thì nó như thế nào? Nó sẽ tạo ra áp lực rất là mạnh, nó vỡ toan bùm cái ống nước ra. Chuyện gì xảy ra? Nếu đầu này mà không nhận nước, đầu này chỉ có gì? Khô cằn thôi. Đầu này sẽ không có cái gì hết. Làm việc đam mê, hàng ngày liên tục tương tác với khách hàng, tương tác cả ngàn khách hàng. Các bạn hình dung cái chữ đầu vào chưa? Và nếu mà đầu ra bây giờ chưa có hợp đồng, doanh số rất ít, thì bạn an tâm đi. Bạn hiểu cái nguyên lý ống nước rồi cho vậy. Tại vì nó đang bị tắt thôi, nghĩa là đầu ra bạn chưa gì, bạn chưa đủ hội tụ, bạn chưa đủ, bạn đang thiếu một số kỹ năng đó. Nhưng nếu đầu vào bạn nạp vô liên tục thì nó sẽ tạo ra áp lực. Một hồi sau gì, nó sẽ bung và đơn hàng bạn sẽ rất là nhiều, bạn sẽ có hợp đồng lớn. Rất nhiều bạn sau trước kia nó sale dở, nó sale xỉu nở, mà sao bây giờ nó sale giỏi, tại sao nó đột biến vậy?